Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay Shop Đời Xin lại về cho các bác một số chai mẫu nước hoa để các bác xài vào mùa Tết và dịp cuối năm này. Các bác đi chơi, đi ăn tất niên rồi đi gặp đối tác rồi là đi tặng quà vào dịp cuối năm thì các bác có thể chọn cho mình những mẫu nước hoa để cho mình sử dụng tự tin hơn, quyến rũ hơn nhé các bác nhé. Hôm nay em về đâu được có khoảng 2-30 chai thôi. Bữa cái kiện cái lô dưới thì em vẫn đang còn cái một số chai em chưa khui, thì hôm nay em sẽ khui những số những mẫu chai mới nhé các bác nhé. Thì giá nước hoa này thì như em nói rồi, bên em bán nước hoa là bao các bác hàng chỉnh hãng và chuẩn nhé các bác nhé, bao các bác hàng ao 100%. Đấy, các bác nhận hàng các bác được thử mùi này, được kiểm tra mùi xịt thử để các bác thử nhé. Khi shipper giao hàng thì các bác cứ lên thử mùi nhé các bác nhé, để tăng cái độ tin tưởng lẫn nhau hơn. Và em cũng khuyên luôn, em cũng nói luôn là các bác nào mà không tin tưởng thì tốt nhất các bác đừng mua. Đấy, nước hoa này em thật sự em chỉ muốn bán cho những người nào người ta hiểu biết thôi. Còn những mà người ta mới, những bác nào mà mới chơi nước hoa, không phải em không nói khinh cái gì đâu, nhưng mà mấy bác mới biết đầu chơi nước hoa này, các bác không biết phân biệt đâu là nước hoa thật hoa nước hoa giả. Các bác chỉ nghe người ta nói là các bác mua xong rồi về các bác lại bảo lên mạng xịt thử hay là về lên mạng chích thử coi nó như thế nào. Thì những cái lọ nước hoa này ấy, đó là nếu mà các bác để mà chích cốt hoặc là các bác thử bằng cách lắc hay là cái gì đó thì thường những chai hàng real, hàng chuẩn hãng nhiều lúc chích như vậy thì nó cũng không công bằng lắm các bác nhé. Tại vì bây giờ một số mẫu nước hoa chuẩn hãng không phải là nó cũng phải lắc rồi nó lên tinh dầu hay nó lên bọt đâu. Đó, nên như là hàng em là luôn cam kết các bác là hàng chuẩn hãng 100%. Đấy, và em khuyên các bác khi các bác nhận hàng các bác được kiểm tra xịt thử, và tí em sẽ test cho vì sao là em dám cam đoan là bao các bác hàng chuẩn hãng. Tại vì bây giờ hàng này em bán không phải em bán các bác một ngày hai mà em bán các bác là nhiều lần đấy, nên em cũng khuyến khích các bác nào mà chưa tin tưởng thì các bác cứ theo dõi bên em đấy, khi nào các bác mua thì các bác sẽ mua sau. Còn em sợ nhất là bán cho mấy bác mà không hiểu biết, đến hồi mà giải thích cho mấy bác cũng mệt lắm đấy, bán một đơn nước hoa nó cũng chẳng được bao nhiêu đâu. Đấy, ship đi ship về mất công nó vỡ rồi thế này thế kia mệt lắm. Và thứ hai nữa là các bác mua hàng các bác cọc giúp em nhé, cọc giúp em. Hôm nay thì nước hoa thì dịp cuối năm thì em sẽ bán theo combo các bác nhé. Em nghĩ là các bác mua hàng thì nhiều lúc sắm cho mình một lọ nước hoa thì cũng sắm cho bà xã một lọ. Chính vì thế có những cái đơn mà có những cái lọ nước hoa mà của nữ hoặc là những cái chai mà nó như thế này này thì em sẽ bán combo cho bác dễ mua. Hoặc là các bác nào thích mua một lọ thì em sẽ bán các bác một lọ. Đó. Combo thì bao giờ mua thì nó cũng chùa ơi, nó cũng rẻ hơn là các bác mua một lọ một nhé các bác nhé. Đây cái lọ đầu tiên em muốn lên các bác đó là một lọ gì đây, BVL gì đây, đó man, con này của nam các bác nhé. Con này mùi thơm của nó thì em xem coi. Cái này xịt sao ta, rút ra có không ta, cái này xịt kiểu gì nhỉ? Đây các bác ơi, em nói sơ qua các bác nhé. Hàng nước hoa real, hàng chuẩn ấy, các bác xịt vô tay này nó có một cái độ nhớt nhất định nhé các bác nhé. Nó có cái độ nhớt và nó bám vô cái da của các bác này, nó giống như cái tinh dầu ấy đấy, các bác nhìn thấy không, nó có cái độ nhớt dính rồi nhé, nó nhớt giống như dầu ăn ấy, nhưng mà nó không nhớt bằng dầu ăn đâu, nó là một cái độ tinh dầu. Tại vì đa số nước hoa là chiếm đến tùy vô cái loại các bác mua, dòng mắc tiền hay là tinh dầu hay là cái gì nhá. Giả dụ các bác mua mà loại xịn thì cái tinh dầu thì nó nhiều hơn, nó chiếm được khoảng 40-60 là cồn, còn bao nhiêu là tinh dầu nhé các bác nhá. Chứ không phải là hàng nước hoa chính hãng nào cũng là không có dầu, không có cồn đâu các bác nhá. Nọ nước hoa nào cũng có cồn hết các bác nhá, trừ khi các bác mua tinh dầu. Mà các bác đã mua tinh dầu không thì nó giá nó cực kỳ mắc, thật sự nó mắc đến cả chai cả mấy chục triệu nhé. Còn cái này thì người ta pha tinh dầu với lại cồn. Đó, nước hoa nào cũng có cồn, chiếm bao nhiêu phần trăm nhé các bác nhé, chứ không phải là hàng nước hoa chính hãng nó không có cồn, là các bác đang hiểu sai lầm về vấn đề đấy nhé. Đây, đấy, các bác thấy không, thấy em xoa từ nãy giờ nó vẫn ăn còn độ nhớt này và nó bám mùi cực kỳ lâu, nhất là trên da của các bác thì cứ tùy vô loại cơ địa các bác nhé. Cơ địa khoảng các bác giả dụ các bác vận động nhiều, các bác nằm ngoài việc ngoài trời nữa, làm công việc nặng ấy, thì nó bám mùi được khoảng
4 đến 5 tiếng, còn các bác mà ngồi văn phòng thì 8 đến 12 tiếng các bác nhé, tùy vô cơ địa các bác nữa. Và bám mùi trên quần áo thì cực kỳ lâu, khoảng 2 3 ngày. Có những dòng các bác nhé, có những dòng nước hoa các bác xịt vô tay các bác rửa mà đến lúc rửa xong vẫn còn nghe mùi các bác nhé. Đấy. Đấy cái cách đơn giản nhất là các bác là mua nước hoa các bác đây này, các bác xịt này. Đấy các bác vẫn thấy có thấy nó độ nhớ nhớ không? Đấy là em xoa từ nãy nhé các bác nhé, em xoa từ cơ nãy, xoa từ nãy là gần 1 phút mà nó vẫn còn độ nhớt này. Còn nước hoa mà hàng 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 pha ke ấy, thì cái nồng độ cồn của nó cực kỳ nhiều, nồng độ cồn nó chiếm đến khoảng 90 đến 95% các bác nhé. Các bác xịt một phát là để một lúc là nó khô luôn, nó khô. Nó chỉ thơm được khoảng tiếng 2 tiếng là nó hết, chưa đến 1 tiếng 2 tiếng đâu. Tùy do hàng riêng hàng hàng fix nhá. Hàng fix mà hàng loại 11 thì nó bám cũng rất chi là ok đấy. Còn hàng mà các bác mua mà một lọ 100 ml hoặc 200 ml mà mua có 300-400 ngàn thì các bác nên nên cẩn trọng nhé. Đấy các bác không tin các bác mua một lọ của em về các bác mua một lọ 200-300 nghìn của nơi khác đấy, giả dụ đi. Đấy các bác về các bác sẽ test thử cái độ nhớt của nó như thế nào nhé. Đấy ok các bác nhé. Đây mà lọ đầu tiên em lên các bác đó là một một con của Nam, con này nó cực kỳ thơm, nó thơm theo mùi mùi của giống như mùi mùi, mùi các bác biết cái nước ngọt Coca Cola không ạ? Cái mùi của nó tương tự nhưng mà nó nồng, nó thanh thoát hơn các bác nhé, nó cực kỳ là dễ chịu, mùi ngửi cực kỳ thích luôn. Con này thì đây ạ, nó ghi này 79% vôn, có nghĩa là cái nồng độ cồn của nó là phóng như là vậy không nhé, em theo nghĩ là vậy. Con này mắc in của Ý này các bác nhé, mắc in Italy này. Con này của Nam, con này 60 ml các bác nhé, 60 ml thì con này em sẽ để với các bác là giá 750 các bác nhé, 750. Con này bám mùi cực kỳ tốt đấy, một con thương hiệu của Man gì này. Đấy, dòng nước hoa cực kỳ là thơm, thơm lắm luôn các bác nhé. Mã con này là mã 16 ạ, mã 16 các bác nhé. Đấy cuối năm rồi các bác cứ tranh thủ đấy, chốt cho mình một lọ nước hoa mã 16 750. Hàng bên em là cam kết hàng chuẩn hãng các bác nhé, không phải hàng nước hoa hàng nước hoa pha ke đâu các bác. Đấy các bác yên tâm mua. Đấy các bác nào chưa đủ tự tin thì các bác có thể theo dõi tiếp các bác mua. Còn các bác nào tin tưởng sốt thì các bác mua cho các bác thử mùi thoải mái nhá, xịt thử luôn. Đấy các bác nhỉ, nhau. Đến bây giờ mà đang còn bóng này. Đấy độ nhớt của nó bám cực kỳ, là cái tinh dầu của con này cực kỳ cao nhá. Đó. Rồi, con mã đầu tiên các bác nhá. Mã đầu tiên chỉ có 750 thôi các bác ơi. Thật sự là 750, bây giờ các bác mua một lọ pha ke cũng 8-900 rồi. Đó, nhưng mà đây là bao các bác luôn, hàng con này hàng 60 ml các bác nhá. Mấy cái lọ này các bác nào mà dân văn phòng xài được khoảng 1 năm tùy vô các bác nhé, đấy là ngày nào các bác cũng xịt đó. Còn các bác nào mà ít xịt đấy, giả dụ như lâu lâu các bác đi tiệc thì con này sẽ xài 2-3 năm nhé. Rồi đây ạ, đấy tem code của nó đây các bác nhé, cho các bác nhìn lại lần nữa. Rồi chỉ có 750, hàng bao ship các bác nhé, bao hàng riêu, hàng chuẩn hãng luôn, bao Âu các bác luôn, bao đủ loại bao luôn nhé các bác nhé. Nếu mà các bác mà nhận hàng, các bác mà phát hiện hàng lỗi ấy, như em nói luôn, các bác cứ quay video đập nát cái nọ nước hoa cho em đó, em trả lại tiền các bác đấy, hoặc là các bác không mất gì luôn, các bác chỉ mất 100 ngàn tiền cọc thôi. Hoặc là rồi em nói em ở các bác ở em ơi, hàng này giả, trả lại tiền cọc cho anh, ok quay video đập vỡ cho em, không cần hoàn về, em bán hàng đến cỡ độ rồi các bác biết rồi đó. Ok các bác nhé, chỉ có 750 thôi đó, một chai của Nam các bác nhé. Rồi con tiếp theo, hàng này hàng em mới về các bác nhé. Đấy, có những con siêu phẩm giá nó hơi cao, giá nó trên 1 triệu cơ đó. Đây em biết là các bác nói chung là con này mới tháo là thấy thơm lừng luôn các bác này. Có một con ngựa kéo xe gì các bác thấy, các bác thấy cái logo con ngựa kéo xe mở ra thấy thơm rồi. Con này hàng của Nhật nhé các bác nhé, con này có 40 ml thôi, con này 40 ml. Đây là các bác nhìn thấy không ạ, tem của Nhật đây này, con này mở ra thấy thơm rồi các bác nhé. Để em xem cái mùi nó như thế nào. Ủa con này xịt kiểu gì ta. À đây, các bác hãy vặn nó vào nhé các bác nhé, vặn vào các bác mới xịt được. Đó, vặn đúng chiều các bác nhé, nó giống như cái nút khóa các bác nặn vặn đúng chiều đấy, chiều ngang như vậy này. Đó, nó mới xịt được. Trời ơi, con này thơm đã luôn các bác ơi. Các bác nào xài mà hàng Chanel Blue mà cái loại xanh xanh bữa ấy, cái con này mùi giống vậy các nhé. Trời ơi mùi nó cực kỳ nam tính luôn. Mùi gỗ thơm. Con này mà xịt vào mùa đông thì thôi rồi luôn. Đó, ấm cực kỳ. Mùa lạnh này thôi chứ. Các bác xịt con này đúng vào mùa đông luôn này. Con em bán với các bác là giá 650 các bác nhé, 650.
Con này 40ml thôi các bác nhé, 40ml em bán 650 các bác nhé, 650 con này, mùi cực kỳ thơm luôn các bác ơi, thơm lắm luôn. Đây mã này mã 17 các bác nhé, mã 17 650, có thương hiệu con ngựa kéo xe gì đây này. Đây hàng này để em xem coi, em chỉ biết là tem cốt của Nhật thôi các bác nhé. Này đó, em quay sát các bác coi này, hàng bao chính hãng các bác nhé. Đấy các bác nhìn thấy không, đấy độ nhớt nó vẫn còn này, các bác nhìn thấy không, vẫn còn cái bộ sánh đóng bóng của nó này, thơm lắm luôn. Chỉ có 650 thôi các bác nhé, để em kiếm mấy con siêu phẩm để bán các bác, mấy con này toàn nọ nhỏ nhỏ, để em kiếm siêu phẩm. Đây siêu phẩm đây, nọ to các bác đây, đấy tiền nào của đấy các bác nhé. Như em nói luôn đấy, hàng si các bác đừng có nghĩ là nó rẻ tiền đâu, không có đâu, hàng si là hàng mắc tiền đấy ạ, hàng hiệu đấy. Đấy các bác chơi hàng si các bác hiểu nhá, chứ nhiều lúc em nói thì thêm một con số 9 này. Các bác nào sành nước hoa các bác biết cái hiệu này nhé các bác nhé. Em không sành em biết, nhưng mà cái hiệu này bán cực kỳ chạy. Con này 100ml này, 100ml thì như các bác biết này, đó các bác thấy không, tinh dầu này, đấy, lắp lên rồi. Con này 100ml thì em nghĩ là độ cao nó, con này chắc còn khoảng được 90ml các bác nhé. 100ml thì người ta đâu đó người ta xài chắc nó khoảng được mất 10ml rồi. Thường thường những cái dòng này là những cái dòng người ta để thử mùi các bác nhé, những cái dòng ở trong store, những cửa hàng bán nước hoa, những cái hãng này người ta để ra một chai để người ta thử mùi đó, thử mùi này. 100ml các bác nhé, PM9 đó, con này thì thôi rồi, nó thơm ngọt mùi kẹo các bác nhé, nó thơm ngọt mùi kẹo, thơm ngọt mùi kẹo các bác nhé, cháu nó thơm lắm, thơm ngọt mùi kẹo. Đây tem cốt này, con này mắc in UAE, mắc in UAE đấy, tiểu vương quốc ở Ả Rập gì đó, Ả Rập Xê Út. Đây đây 100ml các bác nhé. Rồi dòng số 9 này, con này thơm mùi kẹo các bác nhé, mùi kẹo mà kiểu giống như có cái mùi mít mít ấy, mùi quả mít ấy, mùi trái cây ấy, mùi kẹo trái cây ấy. Rồi con này bán các bác là 850 đi, chỗ rẻ quá luôn các bác ơi, để em xem có đúng không, 850 các bác nhá, 850 chốt mau ạ, chỉ có một chai loại này thôi, 850, hàng bao Âu các bác nhá. Đây này, độ mới cực kỳ cao luôn đấy, cho các bác xem đây các bác này, cái độ nhớt của nó này đấy, yên tâm hàng này em nói rồi, như các bác luôn, em sẽ bao các bác luôn. Khi các bác mà phát hiện hàng nhái hay hàng bất cứ một cái hàng giả gì ấy, bác em ơi anh thấy con này hàng đẻo đấy, nào các bác chứng minh đây hàng đẻo cho em cái, rồi các bác quay video nhá, đập vỡ dưới trước mặt cho em coi, em trả lại tiền cọc cho các bác 100.000 đấy, thấy không ạ, thấy uy tín chưa, đó bán hàng phải vậy các bác nhá. Rồi em nhiều lúc bây giờ thật sự cuối năm em rất bận, em vẫn tranh thủ quay nước hoa bán cho các bác này. Con này mã 18 các bác nhá, chỉ có 850 thôi, con này 100ml đàng hoàng các bác nhá, 100ml. Đó, dòng số 9 các bác nhá, PM gì số 9 đây này. 850. 850 hơi hố không? Hơi rẻ không? Con kia 850, con kia 750 thôi. Đây các bác mua chốt thì chốt con này các bác nhá, cái con kia gần đây em bán có 750 thôi, con này hơn có 100 đấy, các bác mua con này 100ml này, con kia 60ml. Đấy 850 các bác nhá. Đấy quá đẹp luôn, quá chuẩn. Ở đây em sẽ quay lại lốt cái những cái lọ hồi trước mà em chưa quay lên cho các bác này. Đấy. Hoặc em sẽ bán combo đi. Đấy, mua nam mua nữ thì đều có các bác luôn. Đây một con em không biết cái dòng này dòng gì. Nó ghi ở đây 100ml này, con này em nhớ các bác nghĩ là quả nữ các bác nhé, quả nữ. Quả nữ đúng không? Con này của nữ các bác nhá. Nó giống cái mùi của nó giống cái mùi. Trời ơi em xịt nhiều quá mà bây giờ em cảm nhận nó bị loạn mùi rồi. Nó thơm mùi cái mùi nhẹ nhàng, con này của nữ thơm cái mùi mà giống như là mùi rượu vang đúng không? Nó mùi mà kiểu nó mùi nhẹ nhàng mà thoang thoảng các bác nhá. Tại vì nãy giờ em xịt 2-3 mùi rồi bây giờ.
em cảm nhận cái mùi của nó không được cảm nhận lắm. Nhưng mà con này là con của nữ. Rồi, em sẽ bán combo này các bác nhé, combo này để các bác mua cho tặng cho bà xã, và bán thêm một combo này để các bác mua kèm này, vừa các bác vừa mua được cho mình xài vừa mua cho bà xã luôn nhé. Đây em sẽ bán combo này, combo thì các bác mua được nó lợi hơn. Đây có chai nhỏ này. Ủa, con này chờ neo của nữ đây. Rồi để em chọn cái khác đi, chọn của nam cho các bác mua dễ mua nhé, một nam một nữ. Đấy, các bác mua cho mình xài rồi tiện thể mua tặng vợ luôn nhé, dịp cuối năm. Thật sự là dịp cuối năm này các bác đi chơi nhiều ấy, đi chơi Tết, đi du xuân nhiều, đi dự tiệc tất niên rồi tiệc công ty rồi họp mặt gia đình anh em bạn bè họ hàng, họp lớp, hai trai nữ luôn. Đấy các bác nên bỏ tay cho túi, bỏ vô bộ sưu tập của mình một lọ nước hoa hàng si hàng chuẩn đi để các bác chơi tự tin hơn. Đấy. Người đàn ông quyến rũ là người ta thường thường ngoài tiền ra người ta còn cái mùi thơm nữa các bác nhé. Đấy. Đấy các bác mua hàng thì yên tâm, em bao là hàng chuẩn hãng, là hàng chuẩn hãng, hàng như thế nào em sẽ bao như các bác như thế đấy nhá. Chứ không phải em nói hàng một nẻo mà em bán một đàng, không có đâu ạ. Từ trước nay em bán hàng rồi. Em nói rất rõ hàng như thế nào em sẽ nói luôn, chứ không phải em bán một lần rồi thôi. Trời ơi sao toàn khui nữ vậy trời. Mấy chai nữ này. Các bác đợi em xíu nhé, em sẽ khui ra một chai nam để bán combo cho các bác dễ mua. Từ nãy giờ toàn nữ không các bác ơi. Đấy. Đây, chai nam đây các bác ơi. Đấy, các bác thấy không? Con này là một chai nam nhé các bác nhé. Một nọ của nam. À con này chỉ có 30ml thôi các bác nhé. Con này mùi thơm mát này các bác này. Mùi thơm mát các bác nhé. Em sẽ bán combo thôi. À, có nghĩa cái nút này này, nó đã bị mất nắp rồi, cái chai này đã bị mất nắp nhé các bác nhé. Con này con cái nọ này bị mất nắp. Thế các bác về các bác có thể lấy cái gì các bác chế vô. Tại vì hàng si mà nhiều lúc có con còn nắp, còn không còn còn không nắp nhé. Thôi combo này em bán các bác là 950 đi. Combo 950 một chai của nữ một chai của nam các bác nhé. Con này là hàng cái chai của nam này là 30ml này. Cái nọ của nữ này là xem coi. Nọ nữ này 100ml không nhá. Đây, tại vì cái video nó mở quá em đọc được các bác. Con này mắc in phăng này. Của Pháp này các bác nhá. Combo 950 các bác nhá. Combo 950. Đây ạ, khi các bác mua thì các bác được một nọ nam 30ml và một nọ của nữ 100ml. Con nữ này là ở Pháp các bác nhá. Còn con nam này để em xem coi nó mắc in đâu. À con nam này của Đức các bác này, Mark in Germany của Đức này. Đó các bác nhìn thấy rõ cái nọ cái đường đấy này, Mark in Germany của Đức các bác nhé. Rồi. Đó combo các bác nhé, một nọ nam và một nọ nữ. Một nọ nữ như em nói, con nam này nó bị mất nắp rồi các bác nhé. Đấy em sẽ đút vào như thế này cho bác này. Bác nhận hàng được kiểm tra thoải mái nhá, hàng bao chính hãng luôn. Combo các bác nhé, combo. Combo 950 thôi, chỉ 950. Combo 19 các bác ơi. Đây ạ. Combo 19 các bác nhá, chỉ 950k thôi. Các bác mua hàng các bác cọc cho em 100.000 nhá. Cọc vào số điện thoại trực tiếp trên video em để trên ở góc màn hình bên phía tay trái các bác nhé. Rồi. Rồi tiếp các bác combo bán combo cho các bác dễ mua này. Chứ nhiều lúc các bác mua một mình về bà xã lại hờn trách con đỏ, chỉ biết mua cho mình mà không biết mua cho vợ. Đấy. Nhân tiện đây bán combo cho các bác luôn, mua về tặng luôn. Tặng cho bà xã, mua combo thì giá nó rẻ hơn các bác nhé. Đấy. Hàng thì các bác yên tâm, cũng phải hàng rẻ, là hàng em bán đây. Một con Chanel Alu. Con này Alu Sport. Con này thích hợp cho các bác nào vận động thể thao này. Đấy, nắp có 5 châm luôn các bác nhé. Nắp có 5 châm này. Đấy các bác nhìn thấy không? Hàng si nên nó đã qua sử dụng thì ít nhiều thì cái độ mới của nó cũng không còn nữa. Nhưng bao các bác là con này. Con này chắc khoảng được xem coi nó bao nhiêu mil. Con này 50ml thì nó khoảng được 40ml các bác nhé. Nó được khoảng 40ml. Tại vì lắc nó nhìn còn rất nặng tay và đều luôn. Đó. Con này được khoảng 40ml các bác nhé. Hàng Alu nếu mà cái hàng này hàng 100ml thì nó cực kỳ chát, giá trên triệu mấy luôn. Nhưng các bác mua họ nọ này em sẽ bán combo các bác luôn. Combo với một cái lọ màu hồng của nữ này. Màu hồng này cũng bị mất nắp rồi các bác nhé. Đấy, em xem coi.
Con này thì cái mùi của nó thì các bác khỏi phải chê rồi. Cái dòng Chanel này, cái mùi của nó thì các bác khỏi phải bàn các bác nhé. Nó thơm thơm kiểu thơm mùi 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 gỗ, mùi ngọt ngọt. Đấy. Mạnh mẽ các bác nhé, mạnh mẽ cá tính. Con này thì thích hợp các bác nào vận động này. Vận động ngoài tập tập thể dục thể thao mà các bác đi đánh golf, tennis hay là tập những môn thể thao đá banh hay gì ấy, thì thích hợp xịt cái con này các bác nhé. Con này đến cả 50ml nhưng mà nó còn được khoảng 40ml thôi. Hôm nay em bán combo các bác con này nhé. Đấy, một chai nam một chai nữ 850 các bác nhé. 850 quá rẻ các bác ơi, quá hời luôn thật sự luôn. Con nữ này cái mùi của nó là mùi kiểu ngọt các bác nhé, mùi ngọt. Một chai màu hồng này, mùi ngọt. À, đây xem thương hiệu mùi ngọt của mùi giống như mùi kẹo các bác, mùi kẹo á. À, con này để em xem coi. Mắc in con này hình như của Pháp này, trời ơi, nó chữ bé quá mà mắt em đang cận em đeo kính mà. Con này cũng 50ml luôn các bác nhá. 50ml này. Hai con đều 50ml luôn nhá. Combo này em bán 850 các bác nhá. Combo một nam một nữ 850 các bác nhá. Đây ạ, con nữ này các bác lưu ý giúp em nhá, con nữ này bị mất nắp rồi. Đấy. Mất nắp rồi các bác nhá, dòng mất nắp rồi. Nó đây này. Đấy, các bác tinh mắt giúp em hoặc là các bác kêu bà xã vô. Đấy, các bác rành rành nước hoa các bác biết cái thương hiệu này nhá, chứ em là em chịu rồi, mấy thương hiệu này em biết đâu. Nhưng mà nó cực kỳ thơm, thơm mùi ngọt, mùi kẹo các bác. Một con thì mùi mạnh mẽ cá tính. Đấy, thích hợp các bác nào tập thể dục thể thao. Dòng alu này của Chanel các bác nhá, đây này. Đó, Chanel New York này. Mắc in Việt Phăng này, đấy, sản xuất tại Pháp luôn nhá. Rồi combo này em bán với các bác là giá 850 các bác nhá, quá rẻ các bác ơi. Thật sự là rẻ cực kỳ luôn. Em bán combo này là bán thứ nhất là vừa bán vừa tặng các bác vào dịp cuối năm này để các bác trải nghiệm cái hàng nước hoa bên em. Coi nó có đúng như em nói là hàng chuẩn hãng hay không nhé. Đó, để các bác trải nghiệm thôi. Đấy, để khi là các bác là trải nghiệm, các bác tin tưởng thì em sẽ bán dần dần, em sẽ chuyển qua mặt hàng này em bán chủ lực nhé các bác nhé. Tại vì bây giờ mà giày dép thì em nghĩ là nó cũng kiểu như nó bị bão hòa rồi. Bán cũng ít rồi, không được như đợt đầu nữa nên em sẽ bán kèm kèm và em sẽ đổi qua dòng nước hoa này. Chính vì thế nên em không thể nào mà em bán nước hoa mà hàng fix, hàng vớ vẩn cho các bác được xài. Nói chung các bác nào cứ mua hàng mà hàng vì mấy cái video đầu tiên này thì hàng giá nó cực kỳ rẻ. Thứ nhất em bán vừa tặng để các bác trải nghiệm đó, trải nghiệm cái nước hoa hàng si bên em nó có phải là chuẩn hãng hay không. Và thứ hai nữa các bác để các bác sử dụng cái hàng để các bác biết là cái hàng nước hoa si này nó có chất lượng hay không nhé. Đó. Bây giờ các bác mà bỏ ra mấy triệu bạc để các bác mua một lọ nước hoa các bác xài thì nhiều lúc cũng kinh tế nó cũng khó khăn đấy. Đó, các bác cứ chơi cái hàng này cho em. Chuẩn hãng luôn, bao các bác thơm lâu, thơm cực kỳ luôn. Combo nhé các bác nhé, mã 20, combo 20 này, 850, bao ship các bác nhé. Rồi, một chai nam, một chai nữ. Hàng luôn luôn bao các bác là chuẩn hãng các bác nhé. Nên các bác nhận hàng yên tâm. Đó. À. Em biết vừa rồi thì có một anh khách, anh ấy mua hàng, anh ấy hỏi là anh ấy chắc cũng mới đầu, cũng mới chơi nước hoa, hoặc anh ấy bảo là trước giờ anh ít chơi nước hoa. Mà anh biết là hàng chuẩn như nào, gọi là hàng fix như nào thì anh cứ tin tưởng anh mua thôi. Thì anh mua xong anh qua bên anh hàng xóm, anh có hỏi thêm một con gì nữa. Hỏi thì anh hàng xóm bảo là hàng chuẩn 100% rồi. Cái anh đặt thêm một nọ cho vợ nữa. Đấy. Anh rất tin tưởng luôn, cho dù anh ít chơi nước hoa nhưng mà anh hỏi anh hàng xóm. Anh nghe anh tin anh hàng xóm bảo đây hàng chuẩn. Anh mua thêm cho bà xã một lọ nữa. Nên em mới nghĩ ra ý định hay mình bán một lọ thì mình bán combo đi, vừa rẻ đôi bên, em lại bán được hàng nữa. Hàng nó đi nhanh. Chính vì thế em sẽ bán combo các bác nhé. Em sẽ bán combo một lọ nam, một lọ nữ. Đó. Đây. Con này như em nói luôn. Nó là bằng inox các bác nhỉ? Bằng inox các bác có thể không? Nhìn nó hơi cũ một xíu, coi như nó bị dòng inox mà nó bị theo thời gian nó bị oxy hóa hay gì này, nhìn nó bẩn bẩn. Nhưng mà em nói thật luôn, cái dòng này thì em phải nói em vừa bóc ra nó thơm lừng luôn nhé các bác nhé. Vừa bóc cái lớp xốp này ở trên đây nó lót một cái lớp da các bác này, lớp da này nó cái dòng này thì rất thơm rồi. Nắp 500 đàng hoàng các bác nhé. Con này thì để em xem coi nó bao nhiêu mil, mở hết chữ rồi các bác ơi. Con này của Mỹ các bác nhá, USA của Mỹ. Con này 50ml
50ml thì con này khoảng được khoảng 30ml thôi các bác nhé, tại vì nó em thấy nó vơi vơi rồi. Con này khoảng 30ml thôi. Đây này, 50ml in USA này. Con này của Nam các bác nhé. Con này cái mùi của nó cực kỳ mạnh mẽ luôn. Mùi thơm ngọt các bác nhé, thơm ngọt ấm. Thơm ngọt ấm các bác nhé, nhưng mà nó thơm cực kỳ luôn. Em bóc nào thấy nó mùi thơm lan tỏa rồi. Rồi. Các bác nào chốt combo này 650 các bác nhé. Combo này 650. Một con nọ Chanel này. Chanel vàng màu hồng màu vàng, Chanel vàng. Đây con này các bác xài cho nữ nhé. Các bác nào nữ các bác đưa hỏi vợ các bác này. Cái dòng Chanel này các bác nữ chắc hiểu này. Đây các bác yêu, thấy không? Đấy, nhìn nó dập chìm nhá. Bằng cái nắp bằng inox này, inox bên ngoài nó dập chìm luôn này. Con này là 35ml các bác nhá. 35ml chắc nó còn khoảng được 30ml. Đấy hai dòng. Hai nọ các bác nhá, hai nọ đây, combo. Combo này em bán 650 các bác nhá, một nam một nữ luôn. Trời ơi, quá rẻ luôn các bác ơi. Các bác mua con này còn rẻ hơn cả cái lọ mà các bác mua hàng fix nhá. Đây em sẽ dán như đây. Đấy. Đây. Combo 21 các bác nhá. Combo 21. Đấy, combo 21 giá 650k bao ship, một nọ Chanel của nữ các bác nhá. Chanel của nữ bao các bác hàng chuẩn hãng luôn. Đấy. Hàng luôn luôn bao các bác chuẩn hãng. Con này 35ml này các bác này, 35ml nhá. Nhưng nó được khoảng còn 30ml thôi. Đó. Đó, người ta xài bớt bớt rồi. Đây các bác nhá, combo này. Quá rẻ các bác ơi. Đó, 650 này. Rẻ cực kỳ luôn. Bán combo các bác để cho các bác trải nghiệm nhá, trải nghiệm coi hàng em có nói chuẩn hay không. Rồi, tiếp theo. Đây còn hai chai nữ, em sẽ kiếm một số chai nam để bán các bác. Đó. Nếu mà em mà bán chạy dòng, nếu mà được các bác tin tưởng và ủng hộ bán chạy dòng nước hoa thì em sẽ chuyển dần qua bán nước hoa các bác nhé. Bán áo da với lại bán giày với lại cái quải quá rồi. Nhiều bác nói quá. Đây, một con Dolce Gabbana này. Con Dolce các bác nhé. Đấy, con này mắc in phăng này, của Pháp này. Con này 75ml các bác nhé. 75ml này. Con này 75ml nhé. Em xem cái mùi. Trời ơi. Này, nắp của nó. Con này mất nắp rồi các bác ơi. Thơm, nó thơm mùi giống mùi cái mùi chờ cái nọ Alu Chanel gần đấy các bác nhé. Chỗ nó thơm ghê luôn. Đó, hàng si thì nó không tránh khỏi những cái xớt sát như vậy đâu các bác nhé. Đây này, các bác nhìn rõ không ạ? Nó bị chóc cái lớp sơn đấy. Nó là thủy tinh nhưng mà lớp sơn nó bị chóc này. Đấy, hàng si mà các bác nhé, hàng si. Đấy, chính như vậy cái này. Dòng Dolce các bác nhé. Đấy, Dolce, con DG đấy, người ta hay gọi tắt là DG. Con này 75ml. Em sẽ bán combo với một con màu hồng này. Đấy, con màu hồng này, con Victory này gì, Scepter gì này. Rồi. Con này là dòng 50ml các bác nhá, 50ml. 50ml. Xong dán nhiều tem ở đây vậy. Để em xem cái mùi test cái mùi mùi của nữ này coi thế nào. Cũng mùi ngọt luôn các bác nhé. Con này cũng mùi ngọt luôn ạ. Của nữ nhé các bác nhé. Trời ơi, con này thơm cực kỳ mùi ngọt. Đa số các bác vào xài vào mùa lạnh này, các bác xài nên xài những cái mùi ngọt. Con này mùi cực kỳ là quyến rũ luôn. Đấy, tối mà các bác mà cho bà xã xịt mùi này thì thôi rồi luôn. Cực kỳ quyến rũ. Combo này em sẽ bán các bác là 650 luôn nhé. Tại vì hai con nó mất nắp rồi. Hai con mất nắp em bán các bác là 650, hàng bao ship, bao kiểm tra, bao là bao chính hãng, bao hàng AU luôn. Bao tất cả các loại bao các bác nhé. Combo 22 các bác nhé. Combo 22 650k. Đấy các bác thấy không? Nó có tinh dầu này, dán nó còn không ăn đấy các bác nhé. Đây, em cứ dán lên nắp này. Combo này là 22 các bác nhé, 23 2. Combo 22 650 ạ. Đấy, một con Dolce và một con Victory. Đó, một con của nam, một con của nữ này các bác thấy ok ạ. 650 nó cực kỳ rẻ. Nếu mà các bác mua mấy con này mà mới thì thôi rồi, hai con này em nghĩ là phải đâu đó khoảng 4-5 triệu gì đó đổ lại. Em nghĩ là như thế. Nó cực kỳ chát nhé, nhất là dòng Dolce này, nó rất mắc luôn. Gì? Dạ. Quá thơ luôn. Cái chai bữa bữa cho bé
Có ai khen thơm không? Tiếp theo ạ. Hôm nay em sẽ, các bác nào mà thấy em làm chậm, động tác chậm chạp, các bác hãy tua nhanh nhé. Tại vì làm cái này phải từ từ các bác ơi. Nhanh một phát sẩy tay phát là toang luôn lọ nước hoa. Tại vì nó đa số bằng thủy tinh. Em sẽ bóc từng lọ cho các bác luôn. Đây chỗ một con của Polo. Phải không ta? Thương hiệu này giống thương hiệu Mark In Fang, một con của Pháp này các bác này. Dòng Polo các bác nhé. Một con Polo. Đây. Em sẽ quay sát cho các bác luôn. Đấy các bác nhìn không? Tem của nó đây các bác nhé. Con này 30ml các bác nhé. 30ml một con Polo. Úi dạ, thơm. Thơm mùi giống mùi chanh các bác nhé. Mùi chanh mà kiểu nó thanh thanh nhé. Mát. Thanh mát. Rồi hai con này em bán các bác là 550 đi. Tại vì hai chai nó nhỏ. Con này một con Tommy này, Tommy của nữ này, Tommy girl này. Con này cũng mất nắp các bác nhé, hai con đều mất nắp luôn. Rồi bán xả các bác luôn, bán tặng. Vừa bán vừa tặng cho các bác để các bác trải nghiệm nhé. Trải nghiệm nước hoa có phải nước hoa si nó có chất lượng như lời em quảng cáo không các bác nhé. Có đúng như lời em quảng cáo không? Con này chắc cũng khoảng 30ml. Em xem coi. Đúng rồi, con này cũng 30ml luôn các bác nhé. Đây, 30ml. Con Tommy này, Tommy của nữ nhé. Đấy. Con này hai con đều mất nắp nhé các bác nhé, hai con đều mất nắp. Đấy, hàng có sao em sẽ view nói kỹ như vậy luôn các bác nhé, chứ phải nói rồi đến hồi các bác bảo ôi sao hai con này không có nắp. Đây ạ. Khi em gói hàng các bác rồi em sẽ cố gắng là sao cho nó cái nắp này nó không bị đè hay bị nén gì. Đấy các bác yên tâm nhé. Đó, nó sẽ em sẽ làm một cái này này, đấy, giống như người ta gửi cho em này, con này bị mất nắp. À, combo này em bán các bác là giá 550 các bác nhé. Quá rẻ các bác ơi, rẻ cực kỳ luôn. Rồi một con Polo và con Tommy, một nam một nữ các bác nhé. Hai con cực kỳ thơm sang, thơm ngọt đấy. Một con thì thơm mùi chanh thanh mát. Combo 23 các bác nhé. Combo 23 này, combo 23 giá 550k bao ship các bác nhé. Hai lọ này tính ra là nó 60ml rồi, cho là trừ hao đi, con này hầu như còn mới luôn các bạn, chắc mới dùng được một xíu là người ta xịt 1-2 lần. Con này cũng vậy các bác này, cho là hai con này khoảng 50 mấy mil, gần 60 đi, mà giá mà chỉ có 550 này, các bác thấy rẻ không ạ? Rẻ cực kỳ luôn. Trời ơi, hàng nó bán nó thơm, em xịt từ nãy giờ mà đứng ở đầu gió cái nó thơm lừng luôn à. Đó nha các bác nhá. Đó, combo 23 chỉ có 550 thôi, các bác mua thử đi. Đấy, các bác mua thử đi, chỉ có 550 thôi, xem cái lòng tin của bác đến đâu nhé. Với này em bán hàng coi độ chất lượng của nó như thế nào nhé các bác nhé. Chỉ có 500k thôi, 550k hàng đã bao ship. Bao các bác kiểm tra hàng, bao các bác xịt thử thơm nhé. Rồi, ok. Đấy, bao chuẩn luôn các bác nhé, 550k. Quá sang xịn mịn luôn. Rồi, tiếp theo đây, tới hàng VIP, hàng mắc tiền một xíu nhé các bác nhé. Đây, con này nó còn nguyên hộp này. Cái dòng mấy cái nọ này thì đợt trước em đang quay dở mà em bảo là để lần sau em quay, thì hôm nay em quay luôn cho các bác này. Có những con siêu phẩm hàng nó mắc hơn một xíu. Đấy. Như dòng si như em nói luôn, có những con nó còn hộp như vậy thì đôi lúc cái mã code với lại cái mã code với lại cái mã code của cái lọ nước hoa và mã code của cái hộp này nhiều lúc nó không trùng nhau nhé. Các bác biết vì sao ạ? Tại vì nhiều lúc cái hộp này nó còn nhưng mà cái lọ của nó đã mất rồi. Chính vì thế người ta sẽ chọn, người ta thấy vô, người ta thấy đẹp, người ta để vô cho cái hộp vậy thôi. Chứ hôm bữa có bác mua cái lọ gì, lọ y của em á, về các bác hỏi là với anh sang thấy anh trích mã code của cái lọ nó khác, mà nó cái code của cái hộp nó khác đấy. Vì hàng si mà, hàng si nên em bảo là hàng si mà không phải hàng mới 100% đâu. Đôi lúc có những con nó trùng code, và đôi lúc có những con hộp này giống như là râu này cắm tầm bà kia ấy. Đấy, giống cái lọ này này, em nghĩ là chắc là hộp của nó là chuẩn này đấy, tại vì thấy nó không khác tí nào đâu. Đây. Một con sexy nhất đây nhá. Very sexy, một lọ very sexy, sexy. Đây. Một lọ very sexy. Cái hộp ở ngoài nó được bọc bằng một lớp giống như lớp nhung các bác nhá. Đây, lớp nhung màu tím. Đấy, nhìn hộp nó cực kỳ sang trọng luôn. Con này 100ml, giá con này thì nó hơi chát một xíu. Đấy, các bác có thể mua về làm quà tặng bà xã,
Con này 100ml thì em nghĩ nó được khoảng còn 90ml thôi các bác nhé. 90ml thôi. Đây, Victory Very Sexy này. Đó. Đây, nắp của nó đây, cho các bác xem luôn. Đây, 100ml con này. Đây, 100ml các bác nhé. Đây, ở đây nó có cái mã code của nó các bác này. Đấy, nhiều lúc các bác về các bác so sánh cái mã code ở đâu nó ghi ở trên đây xem có đúng không. À, một đây chuẩn luôn các bác nhá. Mã code với mã hộp nó giống nhau luôn các bác nhá. Đây này, cái dòng mã code của hộp này và mã code ở trên cái đáy của cái lọ này nó trùng nhau, là có nghĩa là đây là hộp chính của nó các bác nhá. Thì em nghĩ là đây là con này mã code nó chuẩn luôn. Con này để xịt cái này. Con này mùi ngọt ngọt các bác nhé. Mùi ngọt sexy đúng là tên của nó luôn. Mùi ngọt quyến rũ sexy các bác nhé. Một con màu tím này. Đó, cực kỳ thơm. Đó, nó thơm mùi. Đúng là phụ nữ mà xịt mùi này đi qua thì các bác phải quay lại ngay ngoái nhìn. Nhìn lại thôi. Đấy, các bác nhìn thấy cái tinh dầu nó đang còn bám ở trên chai này. Đó. Trời ơi, nó nhớt luôn. Bao các bác chuẩn hãng nhé. Con này như em nói luôn, giá nó hơi chát một xíu. Đấy, các bác nào mà thương bà xã hoặc là muốn tặng cho người yêu hoặc là bạn nào đó thì các bác mua con này. Con này mua mới phải 5-6 triệu các bác nhé. Nó hàng nó cực kỳ mắc tiền đó. Mà các bác chơi hàng si thì con này độ mới thì nó cực kỳ cao, nó còn nguyên hộp ấy nên cái giá thành nó hơi cao một xíu, tại vì cái hộp của nó và cái mã chai của nó trùng nhau, có nghĩa đây là hộp chính của nó luôn chứ không phải là hộp cái nhá. Đây ạ. Bao các bác luôn hàng chuẩn chính hãng, một con Very Sexy này. Đó, hàng rất chất lượng luôn các bác nhé. Rồi, em sẽ bán con này là giá của nó là mã bao nhiêu rồi? 2 triệu. Đâu, cho anh cái tem mới đi. Con này là em bán 2.250.000 các bác nhé. 2.250.000. Giá nó hơi cao một xíu nhưng mà đổi lại các bác là được cái hộp đấy. Các bác làm tặng quà cũng được nhé. Tặng quà cũng được, hoặc là mua các bác thương bà xã, thấy bà xã vất vả chăm sóc gia đình, chăm sóc mình thì cuối năm rồi, tặng cho bà xã một cái hộp để các bác bà xã mình đi xịt vào dịp cuối năm, đi chơi với bạn bè cho nó cuốn hút cuốn rũ. Con này em sẽ dán vô cái hộp này các bác nhé. Đây, dán vô cái hộp này cho dễ đi. Đây, còn nguyên hộp luôn. Mùi nó cực kỳ sexy và quyến rũ các bác nhé. Để mà tả mùi thì em không tả được đâu. Tại vì nãy giờ em xịt nhiều quá rồi. Mũi em nó bây giờ bị loạn mùi rồi. Không biết mùi nào chính, mùi nào của nó đâu. Còn nguyên hộp các bác nhé. Đây, bao các bác luôn. Mã code ở ngoài hộp với mã ở dưới đáy chai nó y đúc như nhau luôn. Và bao các bác là quan trọng là luôn luôn bao các bác hàng chuẩn hãng. Một hộp như vậy các bác mua về tặng bà xã đi. Nó thật sự là không có uổng đâu. Tuy là 2.2 triệu đối với rất nhiều bác là nó một vấn đề, nhưng mà để mà mình tặng quà cho bà xã thì mình không nên tiếc. Nó thật sự nó không nên tiếc. Tại vì người mà đầu kề vai ấp với mình mà tặng nọ nước hoa mà các bác cuối năm thì nói chung là nó cũng rất ok. Các bác đừng có tiếc. Người phụ nữ người ta hy sinh cho mình rất nhiều rồi. Các bác có thể tặng cho họ một lọ nước hoa. Nói chung là để cảm ơn. Để cảm ơn bà xã mình kề vai sát cánh bên mình những lúc khó khăn nhé. Rồi bây giờ bỏ ra có 2.250.000 thôi. Đấy, một nọ sexy. Con này cực kỳ đẹp luôn. Hộp của nó các bác nhìn này. Đó. Nó rất sang trọng luôn các bác nhé. Đây. Đó. Mua về đảm bảo các bà xã các bác yêu thêm các bác biết bao nhiêu lần nữa. Đấy. Mã 24 các bác nhé. Mã 24 chỉ có 2.250.000 thôi. Những dòng VIP này các bác nên mua để tặng bà xã mình. Rồi. Tiếp theo. Đó, cắt quá. Thêm một nọ nữ. Con này thương hiệu có Casamo gì đây. Con này em sẽ bán combo các bác nhé. Để em kiếm một chai nam combo bán cho các bác luôn. Đó.
Đây thêm một nọ nữ các bác này, em sẽ tìm một nọ nam bán combo các bác luôn. Đấy, các bác mà đợi lâu quá các bác có thể tua video đi nhé. Đấy, em phải làm cẩn thận, rơi một phát là ăn cám luôn. Đây quả nam đây, một con bót, một con bót các bác nhá. Con này bán combo các bác là 950, một con bót này, Hugo bót. Xem qua con này bao nhiêu mil. Con này 30 mil không nhá, mắc in Âu gì đây này, nó bị mờ mất tiêu rồi, em không đọc được. Con này dòng 30 mil, em nghĩ nó chắc nó còn nguyên 30 mil rồi, các bác thấy không? Đấy, con bót này các bác khỏi phải bàn, này nó cực kỳ thơm, đó nó thơm, thơm lắm luôn các bác ơi. Đấy, riêng cái dòng bót này các bác khỏi phải chê rồi, đó dòng bót này các bác khỏi phải chê nhá, nó thơm cực kỳ, thơm lấn át mấy con cơn nãy luôn đấy. Mùi của nó cực kỳ là mạnh mẽ các bác nhé, mạnh mẽ nam tính. Một con quả nữ này, nữ xem các bác, cơn nãy xịt nhiều quá rồi chúng ta. Con này cứ kiểu cũng mùi giống như mùi hoa, hoa quả, hoa, mùi hoa đúng không? Nó giống như cái mùi hoa các bác nhá. Mùi hoa, mùi mà hả? Mùi hoa ngọt ngọt, mùi hương hương ấy các bác. Con này thì nhiều mil này. Con này đến 100 mil lận. Đó, 100 mil các bác nhá. Mắc in Italy. Đó, con này dòng mắc in Italy, con của Ý này. Đó, con này 100 mil mà em nghĩ chắc nó còn được khoảng còn 95 mil các bác nhá, 95 mil. Combo con này em bán các bác là 950 các bác nhá. Combo 20 năm. Combo 2 năm em bán các bác là 950 các bác nhá. Như em nói rồi, tiền nào của đấy. Đó. Một con bot này cực kỳ là ok luôn này, con bot này ok. Đấy, các bác mua chỉ bỏ ra 950 thôi, các bác mua được vừa dùng cho mình được này, vừa dùng cho bà xã được này. Đó. Để các bác, khi các bác mua về bà xã đỡ phải ghen tị hay gì không nhá. Đấy. Khi nhận hàng các bác được kiểm tra thoải mái nhá, combo nó cực kỳ rẻ rồi. 950 rồi các bác nhé, hàng bao gồm phí ship, bao gồm phí ship rồi. Các bác nhận hàng, các bác cứ mở ra xịt thử cho em, thẩm mùi cho em nhé, kiểm tra thoải mái, không sao cả nhé các bác nhé. Rồi, ok, mã là combo 2 năm, 950. Rồi, đây, siêu phẩm này, siêu VIP các bác đây, siêu VIP cho các bác, một con alu. Con alu cái đấy là cái con dòng đây, con này một dòng 100 mil các nhá. Đấy, như em nói dòng 100 mil, con này nắp 500 luôn các bác này. À không phải nắp 500. Nắp. Con này mùi nó giống như con cân đấy luôn các bác nhá. Mùi không khác gì con cân đấy, chẳng qua con cân đấy là nó ít mil, con này nhiều mil này. Con này để xem coi có cái đây là đây. Đúng hợp luôn, hợp tông luôn. Hợp tông nữa các bác nhé, để em thử cái mùi. Con này con nữ vẫn đã mất nắp rồi các bác nhé, con nữ đã mất nắp rồi, em thử mùi cho các bác luôn, xem cái con nữ này là gì đây, bao nhiêu mil. Chữ nó bé quá mà đọc không nổi luôn các bác này. Đấy, các bác nhìn không, chữ bé quá. Con này em nghĩ chắc khoảng 30 mil thôi, con này nghĩ khoảng 30 mil thôi các bác nhé. Một con nữ của Pháp thì phải, đúng rồi, của Pháp, một con nữ của Pháp các nhé, mắc in phăng này, mắc in phăng nhé các bác nhé, một con nữ của Pháp. Mùi con này nó kiểu nó hơi khác nạ một xíu, em không biết tỏ, không biết cái mùi tỏ cái mùi nó như thế nào, mùi nó như thế nào, mùi nó rất khó tả các bác nhé. Kiểu như các bác nào mà không thích thơm lồng hoặc là không thích mùi ngọt, không thích mùi gì nó thì các bác xịt con này nhé, cái mùi nó hơi lạ nạ một xíu, kiểu nó hơi có một cái chút gì đó nó cá tính một xíu không nhá, cá tính mạnh mẽ một xíu. Đây, combo này em bán các bác là có bán là 950 đi, 950 các bác nhá. Các bác nghe không lầm đâu, nếu mà các bác mua một lọ này em sẽ bán các bác 1.2-1.3, nhưng mà em bán hôm nay là bán để cái giá để các bác gọi là vừa bán vừa tặng, để các bác trải nghiệm cái dòng nước hoa bên em luôn. Coi nó đúng có chuẩn như lời em nói là chuẩn hãng, hay là nó có thơm lâu, hay là nó có chuẩn hãng như lời em nói không. Chính vì thế em sẽ bán combo các bác nhé, em sẽ bán lời ít lại,
nó thật em lời ít lại, hoặc là bán có thể là như con này em bán hủy vốn này đó, để các bác, để các bác trải nghiệm thôi đó, trải nghiệm chứ thực ra là em không có lời đâu. Một con này là 100 mil, 100 mil nhưng mà nó khoảng được khoảng 90 mil các bác nhé. Nó cực kỳ thơm, dòng này các bác biết dòng Alu của Chanel này nó cực kỳ mắc, nếu mà mua mới nó phải trên 3 triệu 3 triệu các bác nhé, dòng phiên bản này đó, nước hoa quốc dân dành cho nam, mùi nó cực kỳ là đã luôn nhé. Mà đến hôm nay em bán các bác combo này chỉ có 950 thì thật sự là quá hời luôn các bác ơi. Đó, con này giống như là em tặng một con này cho các bác luôn, tặng một nọ nữ để các bác về xài, xài thử cho các bác nhé. Như em nói luôn, con này mùi nó cực kỳ lạ nhé, mấy cái mùi nữ khác nhé, mùi nó khác lạ lắm, em không biết tỏ, không biết tỏ nói tả cho sao cái mùi của nữ này, nhưng mà cái mùi này em thấy nó lạ, lạ lắm, nó mùi kiểu mùi khó tả lắm. Nói chung là các bác mua về các bác trải nghiệm đi, em cho các bác thử mùi mà đó, ba các bác thử mùi luôn chuẩn nhá. Combo 26 950 các bác nhé, combo 26 950. Rồi tiếp theo xem qua còn nọ nào nữa không, bán kèm các bác hết luôn đi. Đấy, cuối năm rồi, xả đây ạ. Thấy một con Gucci các bác nhé, một dòng Gucci, dòng Gucci dòng Gucci đấy các bác nhé, dòng Gucci này, một Gucci màu hồng, hồng phấn, Gucci màu hồng phấn, con này của nữ. Để em xem qua kiếm cái nọ nào để phù hợp với nọ này không. À đây, đấy giờ hợp quá không các bác. Một con Chanel 50 mil, các bác nghe không nhầm nhau, một con Blue Chanel 50 mil nhá, Bleu, em hay gọi là Bleu, Bleu đây ạ. Dòng này dòng 50 mil các bác nhá, con này mắc im phăng này, nắp híp 5 châm đàng hoàng các bác nhá, nắp híp 5 châm này. Như em nói luôn, con này là dòng nước hoa quốc dân rồi, nó cực kỳ mùi, nó cực kỳ là sang trọng tinh tế, vip vìm vìm luôn, 50 mil các bác nhá, dòng 50 mil này, dòng dòng mini á. Em sẽ bán với combo với con Gucci này nhá, là 1.250.000, 1.250.000 các bác nhá, 1.250.000. Em sẽ thẩm mùi con Gucci này, xem con Gucci này bao nhiêu mil. Con Gucci này em nghĩ là 100 mil, 100 mil các bác nhá. Để em xem soi dưới cái màn hình, con này chắc khoảng còn được khoảng 90 mil ạ, 90 mil, 90 mil các bác ơi. Mùi gì? Con Gucci nó cũng thơm đấy các bác nhé, mùi nó ngọt thơm, ngọt thơm dịu, ngọt thơm dịu các bác nhé. Combo này em bán các bác là 1.250.000 thôi nhỉ. Mùi này mùi thơm ngọt dịu, mùi hoa các bác nhé. Con này thì các bác biết rồi, dòng này thì mùi nước hoa quốc dân rồi. Rất nhiều, nhất nhiều người, nhiều các nam xài con này cực kỳ là hôm bữa em bán một kín lọ 150 mil, các bác kêu các bác về khen quá trời, nó bảo chỗ anh bữa anh đi chơi và anh gặp mà cái ông nào ông xịt mà anh không biết là loại nước hoa nào, tới hỏi thì ngại, mà đúng hôm em hôm anh đặt cái lọ nước hoa 100 mil, đúng cái mùi anh thích luôn, đúng cái mùi ông mới xài, rồi ông nhắn tin ông cảm ơn quá trời luôn. Đấy, ok các bác nhá, combo này em 1.250.000 các bác nhá, tại vì nó là dòng vip đấy, dòng này dòng 50 mil này, 50 mil này bình thường em bán các bác là phải 8-900 rồi, 8-900 rồi các bác nhé, tại vì nó là hàng vip rồi. Hôm bữa em bán một chai 50 mil, 150 mil thì cũng 1.800.000 thì phải đó, và thêm cái này nữa các bác ơi, một lọ này 100 mil, dòng Gucci không phải dòng rẻ tiền đâu các bác nhé, mà hôm nay em bán cái combo các bác này chỉ có 1.250.000 là thật sự là vừa bán vừa tặng, những phải là gì đâu, như em nói rồi, nói ngay từ đầu video, vừa bán vừa tặng để các bác trải nghiệm coi có đúng như lời em nói là hàng Âu không, hàng chuẩn hãng hay không các bác nhé. Nên các bác cứ mua hàng các bác thoải mái, chỉ cọc cho em 100.000 thôi. Chỉ cần các bác phát hiện là hàng không phải chuẩn, em sẽ trả tiền cọc các bác không mất một cái gì hết. Ngồi ở nhà ship sẽ đưa đến tận nhà các bác luôn. Khi ship hàng, khi shipper giao hàng các bác mở ra các bác kiểm tra thoải mái. Đúng không? Đó, không mua hàng bên em là các bác không có rủi ro nữa. Bên em đã bao ship rồi, là bao các bác thẩm mùi, bao chính hãng rồi, bao đủ các loại bao, các bác chỉ việc ở nhà nghe điện thoại shipper giao tới là các bác nhận hàng, các bác thử mùi thôi. Đấy, các bác xài thấy ok đấy, cho
cho thằng em một nút like, một hoặc là một nút đăng ký kênh, hoặc là giới thiệu bạn bè đúng không, mua ủng hộ em lần sau đó, em vừa bán vừa tặng đấy, để các bác thử xem coi hàng nước hoa si nó có chuẩn như lời em nói, nó có đúng như hàng chính hãng không, và nó có VIP như lời em giới thiệu nhé. Và so sánh với cái hàng các bác mua ngoài sở to 4-5 triệu coi cái mùi nó khác nhau không, độ bám mùi nó như thế nào đấy các bác nhé. Rồi combo này mã là 27, 1.250.000, quá rẻ, rẻ cực kỳ luôn, bán combo các bác nhé. Rồi tiếp theo, dòng này chắc chai này to rồi các bác này. Các bác mà mua hai chai về và tặng bà xã thì thôi rồi, cũng còn gì bằng. Biết đâu Tết bà xã cho mấy triệu, các bác chơi đi chơi thoải mái. Đấy cái nắp này, cái nắp kia. Các bác đợi em xíu nhé, để em kiếm coi còn cái lọ nào nữa không. À đây đây, đây đây. Các bác nào xài dòng Lai Son chưa nhỉ? Đâu rồi? Cái nắp của nó đâu? Đây các bác nào xài dòng Lai Son chưa các bác nhỉ? Em có một lọ combo đây, combo Lai Son này cho các bác này. Đây nhá. À, em sẽ bán cái combo này. Một nọ đôn chề của nữ. Em sẽ nói về dòng nữ này trước đi. À, đôn chề của nữ các bác nhá, em xem coi. À, Max Infant của Pháp này. Con này 100ml này. Đó, đôn chề. À, con này xem các bác xem coi. Mùi nó như là mùi nữ này đấy. Mùi này thanh mát các bác nhé, mùi thanh mát, mùi thanh mát giống mùi chanh ấy, mùi mát rượi luôn đó, trời ơi, nó thơm, mùi thanh mát các bác nhé. Đâu, và một nọ Mai Son, con này của nữ, con này như em nói luôn, nam nữ đều dùng được các bác nhé, dòng Mai Son này này. Con này thơm ngọt cực kỳ các bác nhé, dòng Mai Son. Con này 30ml các bác nhé, 30ml nhưng mà em nghĩ chắc nó khoảng còn 25ml này. Dòng Mai Son đấy các bác nhé, đây Mai Son. Con này dòng trắng, mai giống như rồi. Hai con này, nói chung là cái lọ Mai Son này thì cả nam lẫn nữ đều xài được các bác nhé. Cả nam lẫn nữ xài được, cái mùi của nó trung tính ấy. Em nghĩ là nam nữ xài đều được, rất ok, nó thơm cực. Riêng cái dòng như em nói luôn, cái dòng Mai Son này thì thật sự nó bám mùi cực kỳ chất, cực kỳ lâu luôn các bác nhé. Các bác không tin, các bác mua về các bác mà xịt ở cái cổ tay này, xong rồi các bác đi rửa tay đi nhé. Các bác rửa tay nước bình thường thôi nhé, các bác đừng có lấy xà bông, các bác rửa cho các bác không nghe thấy mùi, bảo là nói em là mùi nói xạo. Các bác rửa tay bình thường ấy, đến chiều các bác vẫn ngửi thấy mùi của nó nhé, mùi thơm thoang thoảng, mùi ngọt ngọt của Mai Son này. Các bác nào dân chơi nước hoa các bác biết rồi, dòng Mai Son nó cực kỳ mắc. Nếu mà cái chai của nó khoảng 200ml gì nhỉ, khoảng 5 triệu mấy, 6 triệu nhé. Đó, nhưng hôm nay cái nọ này được khoảng 25ml. Em bán cái combo này các bác nhé. Bán combo này cho các bác là 950 đi. 950 các bác nhé, combo 950. Riêng dòng Mai Son này nam nữ đều xài được các bác nhé. Dòng nam nữ này đều xài được. Hôm bữa em cũng bán một cái chai Mai Son này 30ml này, em bán hình như là 650 ấy. Các bác không tin, các bác coi lại cái video cũ của em ấy, đúng không nhỉ? Bữa em bán một nọ 650 đúng không? Cũng là 30ml nhưng mà nó đầy hơn một xíu các nhé. Cái lần này thì nó 25, chỉ còn 25ml thôi. Đây ạ. Mà hôm nay em bán combo là chỉ có 950 thôi các bác nhé. Bao luôn bao các bác là hàng chuẩn 100%. Có nhiều bác hỏi là ở đâu người ta cũng bảo bán bao Âu nhưng mà về anh xịt nó không có bám mùi. Nhưng mà bên em lại khác nhé. Bên em đã bảo bao Âu là bao các bác xịt, bao các bác thử mùi luôn, chứ không phải là không cho các bác kiểm tra hàng đâu nhá. Đấy, shipper tới là các bác cứ bảo là cho anh kiểm tra hàng, anh thử mùi thoải mái. Đấy, combo các bác nhá. Đấy, tại vì nó ở trên đây nhiều dầu quá, nó dán không dính, em dính lên đây. Tinh dầu của nó các bác nhá. Đây, combo 28 các bác nhá, em bán 950. 950 các bác nhá, các bác nghe không lầm đâu. Riêng cái lọ này các bác không tin, các bác coi lại cái video cũ của em bán lọ này 650, mà hôm nay em bán combo một lọ đôn chè của nữ.
cộng thêm một cái này nữa các bác thấy không, nó quá là rẻ đi, thật sự là em bán cái gọi là bán vừa tặng các bác, mà các bác nhiều lúc các bác nghe không có lầm đâu ạ, em vừa bán vừa tặng các bác để các bác thẩm mùi, và thứ hai nữa các bác thử xem coi cái độ uy tín của cái shop em nó tới cỡ nào không nhé. Đó đấy, các bác chỉ cọc cho em 100.000 thôi chứ các bác chẳng không phải mất mát một cái gì, khi các bác nhận hàng mà các bác kiểm tra thì phát hiện là hàng em là hàng fake, em trả lại 100.000 cho các bác luôn, các bác cứ quay lại đập hai chai video, đập hai chai nước hoa cho em, đập vỡ cho em luôn, đỡ phải hoàn về để em mất tiền ship về cho em. Đó, em chơi như vậy luôn các bác nhé, các bác cứ đập nát ra cho em, đó em sẽ trả lại tiền ship cho các bác luôn, chứ các bác mà đóng lại gói này trả em thì em lại mất thêm một lượt tiền ship về nữa, rất tội cho thằng em luôn. Đấy, em bán hàng uy tín cỡ đấy nữa các bác nhé, lấy danh dự ra và đảm bảo các bác luôn. Đấy, các bác nào mà chưa tin thì các bác có thể theo dõi mua lần sau, ủng hộ em lần sau. Còn các bác nào đã mua bên em rồi thì các bác cứ mạnh dạn mua hàng là như thế nào em sẽ nói như thế đấy. 950 các bác nhé, nghe không lầm đâu, một con mai son nam nữ đều dùng được nhé, dùng chung được tại vì cái mùi của nó mùi trung tính này, rất thơm ngọt, bám mùi cực kỳ dai. Và một con đôn chè của nữ, con này mùi thanh mát các bác nhé, rất ok luôn, chỉ có 950k thôi. Rồi xem qua còn gì nữa không. Đây, siêu phẩm, siêu phẩm của nam đây các bác ơi, nhìn là biết của nam, nó đen xì là biết của nam. U chà, đây một con mà em nghĩ chắc rất nhiều bác mong đợi, con này cơ đấy hình như là 50ml, con này là 100ml không nhé. Đây dòng blue này thì chắc em không bán combo được rồi, tại vì nó mắc quá, nó mắc tiền quá các bác nhé. Hoặc là các bác thích thì em sẽ chọn tuyển cho các bác một nọ nữ để em bán combo luôn, nhưng mà như em nói luôn, combo của cái nọ này thì nó hơi chát nha các bác nhé, nó phải một triệu mấy em mới bán được, tại vì em nhập vô nó cao cực kỳ đâu, ít nhiều gì em phải bán xả bằng vốn em nhập, chứ nếu mà em bán lỗ qua thì em phải bán nhà đi luôn đó. Đấy các bác thông cảm. Một con nằm đấm này, ủa con này của nam, biết còn con nữ nào không, còn con nữ nào nhỉ? Mong sao còn một nọ nữ để bán ghép các bác. Đây một con nam nữa này, chết rồi, hết nữ rồi. Các bác đợi em xíu nhé, để em kiếm coi còn nọ nữ được không. Các bác muốn mua hàng đi, nói chung là mua hàng bên em là đó, một con giò, con giò mini này, hết nữ rồi thì phải. Nếu mà hết nữ rồi thì các bác chịu khó mua riêng lẻ nhé, mua riêng lẻ thì giá nó hơi cao một xí các bác ơi. Lại thêm một con giò nữa, trời ơi hết nữ rồi thì phải. Tết rồi các bác ơi, nói chung là đâu đó còn tháng nữa là Tết rồi. Đấy, các bác tranh thủ chọn cho mình những lọ nước hoa các bác đi chơi. Em nghĩ con này của nữ này, chắc con này của nữ nó hơi xấu một xíu không nhá. Đúng rồi, con này của nữ các bác nhá. Như em nói luôn, con này nó hơi xấu một xíu, tại vì hàng si mà. Nhưng mà độ mới của nó cao lắm nhá. Con này mùi nó giống mùi chanh nhỉ, mùi thơm ngọt kiểu chanh, mùi chanh ấy bác, thơm kiểu thơm thanh. Con này 30ml em nghĩ là có khoảng còn 25ml. Ủa nó còn đầy luôn các bác ơi, em nghĩ con này là dòng còn đầy luôn này, nắp nó không kêu nữa, em nghĩ là còn đầy luôn các bác nhé. Cộng với một lọ blue này, nói chung là cái con nữ này em bán tặng các bác đi. Combo này em sẽ bán các bác là 1.450.000 đi, 1.450.000 các bác nhé, 1.450.000. Và em sẽ nói sơ qua cái con blue này các bác nhé. Dòng blue này thì rất nhiều, thật sự là nó là mùi nước hoa quốc dân rồi, nó là dòng cực kỳ là, nói đến dòng nước hoa nam là các bác phải nhắc đến cái con này. Và con này là 100ml, thì các bác nhìn trên đây thì nó đâu đó khoảng 90ml nhé các bác nhé, 90ml. Đấy, các bác thấy tinh dầu nó bám ở trên cái ái chai này, trời ơi, nói chung là 500 này các bác này, 500 hút này, đó, các bác mở nó xoáy cái mông này, hút này,
Đó. Dòng Blue này là thì rất nhiều hàng nhái nhá các bác nhá, rất nhiều hàng nhái luôn, như em nói nó cực kỳ nhiều hàng nhái. Chính vì thế nên các bác nào mà mua mà không không tinh mắt không ấy một xíu là sẽ bị hàng hàng pha ke các bác nhá. Nhưng con này em đảm bảo các bác là hàng em bán là chuẩn chỉnh 100%, là hàng chuẩn hãng, không thể nào mà hàng fake được. Các bác mua hàng các bác cứ xịt thử giúp em nhá, xịt thử chán chê thử mùi cho em. Đây này, các bác thấy cái độ nhớt của nó không? Cho dù em xoa một lúc sau nó vẫn có cái độ bám bóng của nó giống như tinh dầu ấy, nó là tinh dầu. Còn riêng mà dòng các bác không tin, các bác lên mạng các bác mua hoặc là trên Shopee ấy. Trên Shopee cái lọ này chỉ bán có 280 đến 350 thôi. Giống y đúc nha các bác nhá, nhưng nó khác đây này. Nó khác cái dòng chữ này, các bác về các bác nhìn cái dòng chữ của nó các bác nhìn thấy nó sẽ nợt nạt khác nhá. Và các bác là chiếu dưới ánh đèn nó là màu tím hoặc màu xanh các bác nhá, còn cái dòng hàng fake nó không ra cái màu đấy đâu. Rồi các bác xịt thử đi hai cái coi cái nào nó nhớt và cái nào là cồn. Cồn một phát các bác xịt một phát là nó bay nó khô luôn, cái da của mình nó khô luôn các bác nhé. Đấy, đây các bác nhìn này, rồi cực kỳ là chất luôn nhá, thơm cực kỳ. Nên em nói em bán cái combo này 1.450.000 đấy, các bác nào mà không mua thì thật sự là rất buồn với các bác luôn. Một lọ nước hoa như thế này và một lọ nước hoa nữ, con này cũng cực kỳ thơm các bác nhé, một nước hoa nữ này. Đó. Nó rất thơm luôn. Các bác mua về, các bác cứ đừng nhìn nó xấu xấu về các bác đánh giá nó không thơm đâu nhá. Riêng dòng nước hoa này các bác càng xấu thì các bác cái độ thơm của nó cực kỳ là kinh khủng. Đấy. Các bác mua về các bác trải nghiệm đi, nó có 1.450.000 thôi. Cho như cái này em nói thật luôn, nếu mà cái này các bác nói sao nhỉ? Các bác về các bác mà bà xã không thích coi như các bác giục đi, các bác vẫn lời nhé, vẫn lời cái này, tại vì cái này em bán chỉ có 1.450.000 thôi. Đó. Mấy shop khác người ta phải phải bán 1.800.000 nhé, 1.800.000 đến 2.200.000, mà cái dòng mà 90 nó đang còn một khoảng 100 giống như 100% như là 95 như vậy thì nó cực kỳ, nó chỉ thiếu mỗi cái hộp thôi các bác nhé, nó thiếu mỗi cái hộp thôi. Em nói không sai rồi, dòng này mua mới phải 3 triệu mấy một 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 hộp một lọ đó. Các bác cứ nhẹ nhàng mua nhé, hàng em đã bao rồi, các bác yên tâm mua, các bác chẳng mất một cái gì đấy. Thì cùng lắm mà xui xui thằng mẹ thằng shop đồ si nó bán đồ đẻo các bác mất 100.000 thôi, các bác chẳng mất gì đó. Em nói đấy là trường hợp xui đấy nhé, chứ không phải là em nói để các bác ấy đâu đó. Em nói là trường hợp xấu nhất là các bác chỉ mất 100.000 thôi, còn đây em đã bao các bác luôn. Các bác mà phát hiện hàng đều hàng nhái thì em trả lại tiền cọc các bác này. Đấy, các bác này không mất một gì, chỉ các bác chỉ mất công gọi điện chốt hàng vậy thôi, chứ thẳng các bác chẳng mất gì. Ship thì nó giao tận nhà rồi, các bác không mất một đồng nào hết đó. 1.450.000 các bác nhé, 1.450.000 rồi. Em chỉ lên một hai video nước hoa là em sẽ nghỉ Tết thôi, tại năm nay chắc bên em nghỉ Tết sớm. Các bác nào tranh thủ mua thì chốt nước hoa các bác nhé. À đây có thêm một con VIP nữa này các bác này. Thêm một con VIP của Nam nữa các bác. Đó, em ngồi em thử nước hoa các bác là bây giờ say sầm mặt mày đúng không? Say nước hoa này. Mùi nó thơm cả nhà các bác. Nó say nước hoa nhức đầu quá này. Người mà bây giờ đến nỗi mà em tịt mũi luôn đấy, không phân biệt được mùi luôn đấy. Đây có một con vừa sạc các bác nhá, vừa xây vừa sẹo vậy đấy. Đây ạ, con này em nghĩ là độ mới nó còn 100%, chỉ thiếu mỗi cái hộp thôi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy video các bác biết này đó. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đấy, tinh dầu này. Đấy, nắp bọt lên quá trời này. Đấy, các bác đừng có thử như vậy nhé, nhiều bác cứ thử nắc bọt nắc miết này. Con này độ mới nó cực kỳ cao như em nói luôn, chia sẻ các bác con này thiếu mỗi cái hộp chứ nó chẳng còn thiếu cái gì, độ mới hầu như còn 100%. Con này em nghĩ là người ta thẩm mùi gì có mấy lần thôi. Đấy, các bác nhìn thấy mới không ạ? Một con vừa sạc của Nam các bác nhé. Đây rồi, quá mới đi, thiếu mỗi cái hộp thôi các bác nhé, con này thiếu mỗi cái hộp thôi. Con này mà còn cái hộp thì em chắc em bán giá cao đấy. Để em xem còn một nọ nữ nào để bán kèm không các bác nhé. Nếu mà không còn thì em sẽ bán lẻ. Không sao, là còn một hộp nữ để các bác mua. Trời ơi, lại nam này. Một con nam các bác, con này thơm trời. Mở ra thấy thơm rồi các bác ơi. Thơm kinh khủng luôn, có con mà vừa bọc ra thấy nó thơm này. Thơm sộc lên mũi rồi. Hết rồi. Đây là nam quá, đấy, nam.
nam rồi. Còn con nam VIP nha các bác nhé. Thôi em bán cái này vậy. Em bán một nọ này, con này độ mới cực kỳ cao các bác nhé. Mùi của nó thì thơm. Mùi của nó thì em nói thật là tùy theo các bác nhé, tùy theo các bác. Nhưng em nghĩ con này nếu mà để mà xịt thì em thấy nó thích hơn cái con blue đâu. Thích hơn cái con cái dòng blue này các bác nhé. Đây. Hai con này thì em nghĩ là em thích con vừa sạc hơn. Cái mùi của nó, mùi của nó nói thế nào nhỉ? Mùi của nó giống như nó trên một cấp của cái con blue đấy các bác nhé. Em nói thật luôn. Các bác nào sẽ xài con dòng vừa sạc này em nghĩ chắc là các bác thích này. Dành cho các bác nào mà thích mạnh mẽ, giống như quyền lực ấy, người đàn ông quyền lực. Mùi nó rất thụy uy luôn các bác nhé. Thụy uy kinh khủng luôn. Xịt phát là thấy nó có một cái gì nó bốc lên, nó tỏa lên một cái mùi gì đó gọi là người đẳng cấp. Nó thứ hai nó còn rất mới này. Như em nói con này nó thiếu mỗi cái hộp thôi. Đấy, các bác thấy không? Tinh dầu này nó bám đây này. Nên em dán cái giấy kia nó vô nó còn không ăn nữa các bác nhé. Đó. Đấy, 1.450.000 các bác nhé. Tại vì nó đã hết cái dòng của nữ nên em không có bán combo được. Nếu mà em bán combo này phải 1.600.000, 1.700.000 nhưng em không bán được nhé. Nên các bác thông cảm. Nếu các bác là thích dòng, thích cái loại này thì các bác mua 1.450.000 các bác nhé. Đây, tem code của nó này, nó ghi 100ml này. Đấy, con này em Italy này. Các bác nhé, Italy gì đây này. Đó, đây, bên này. Em sẽ dán ở đây các bác nhé. Đấy, dán ở đây này. Đấy, các bác thấy không? Dán rồi nó còn không ăn này. Tinh dầu của nó rất nhiều nhé, cầm lên là còn trơn tay nhé các bác nhé. Biết dán vào đâu đây, dán vào đại đây đi. Mã 30 các bác nhé, mã 30, 1.450.000. Đấy, các bác mua không nầm đâu, các bác bỏ ra 1.450.000 mà các bác xài nọ này thì thật sự là nó quá rẻ đi, rẻ hơn 50%. Nó phải rẻ được 60% các bác nhé. Nọ này mà các bác mua mới thì cũng phải 3.000.000 mấy, 4.000.000, mà em bán chỉ có 1.450.000 thôi. Đấy, các bác nào tranh thủ mua, em nói thật luôn, em chia sẻ thật. Hàng em sẽ luôn luôn ưu tiên cho khách em những hàng xịn nhất, ngon nhất. Em về em bán cái giá cả nói chung rất hợp lý cho các bác để mua. Chứ không phải em bán hàng một lần rồi em không bán nữa các bác nhé. Đấy. Nên các bác nên mua. Nếu mà các bác nào thích chơi hàng nước hoa, thích cho cơ thể mình lúc nào thơm tho, tự tin giao tiếp với khách hàng vào dịp cuối năm này, gặp bạn hàng thì ăn tất niên rồi là đi tán gái hoặc là lung tung tùng bèm gì đó, các bác xịt cho em. Đó. Nó cực kỳ thơm. Rồi. Con này giá hơi chát một xíu các bác nhé. 1.450.000 như em nói rồi, tiền nào của đấy. Đồng tiền bỏ ra các bác nhận được cái mặt hàng nó tương xứng. Các bác mà bỏ ra khoảng 300-400 ngàn các bác được một chai này thì em đảm bảo các bác là chỉ có hàng fake thôi, hàng fake thôi, hàng nhái toàn là về các bác xịt một phát là tiếng sau là mất mùi rồi, có chỉ là cồn thôi các bác nhé. Đây, còn dòng này bao các bác luôn, chuẩn hãng 100%, mã 30 các bác nhé, 1.450.000. Dám cam kết các bác luôn, nếu mà ai mà phát hiện được cái chai này mà hàng fake em đền tiền các bác luôn, không phải trả lại tiền cọc các bác mà em đền tiền gấp đôi các bác để cho các bác trả công, các bác đỡ phải mất công, mất công các bác chốt hàng ấy. Nói thật luôn, 1.450.000 thôi các bác nhé, quá rẻ quá hời đấy các bác ơi. Em đang còn mấy chai nam các bác nhé, mấy chai nam này, con này đây em không biết nó là cái dòng gì nữa. Đây có tem của Nhật, con này chắc hàng nội địa của Nhật này, Make in USA các bác nhé, sản xuất tại Mỹ này. À, xem em con xem con này bao nhiêu mil, không thấy nó ghi ở đây. Con này em nghĩ đoán chắc khoảng 50ml các bác nhé. 50ml, con này thơm lắm nhé các bác ơi. Cái lớp chai của nó bằng inox các bác nhé. Lớp chai bằng inox. Con này thơm ngọt này, thơm ngọt. Thơm ngọt luôn các bác nhé. 50ml em nghĩ chắc khoảng được còn 40ml. Thơm ngọt các bác nhé. Đây, dòng này gọi là dòng gì đây này. Đấy, các bác nào đọc lại giúp em nhé. Đây đây, dòng của nó đây, các bác nhìn rõ không ạ? Đó. Gì London gì dẹo này. Nó là đây, bằng inox, ở dưới vẫn bằng thủy tinh nhưng mà cái nắp này bằng inox các bác nhé. Đấy. Con này em bán các bác là 650.000 đi. 650.000 các bác nhé. 650.000. Rồi ạ, 650.000. Thơm cực kỳ. Mã 31 các bác nhé. Mã 31 650.000. Mã 31 650.000 các bác nhé. Vừa bán vừa tặng để các bác thẩm mùi nhé. Về các bác thẩm mùi, các bác chơi nước hoa. Rồi, có một con tiếp theo. Con này của nữ hay của nam? Chắc của nữ.
con này của nữ này các bác này, mùi nó nhẹ, thanh thanh nhẹ. Đó em ngửi thấy nhiều thấy nhức đầu quá bác ơi. Ngửi nhiều quá mũi nó tịt luôn này. Nhức đầu quá rồi. Đây ạ. Con này em bán các bác là quả nữ đi, 450 các bác nhá, 450. Đó người nhiều nhức đầu quá bác ơi. Cũng may là còn 1-2 chai nữa. Người bây giờ cái mũi của em nữa. Nó không biết phân biệt đâu là mùi nước hoa của nam và của nữ là con nào thấy mùi giống 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 nhau. Con này 450 các bác nhá, con này đã bị mất nắp này, con này đã bị mất nắp rồi. Đây em dán vô đây nhá. Mã 32 ạ. Mã 32 450 các bác nhá. Mã 32 450. Đây, một con quả đấm. Một con nắm đấm này. Em xem coi. Mùi này. Giờ nó xịt do có lệ đấy thôi chứ. Con này cái mùi của nó giống cái con blue nhá các bác nhá. Em thấy cái mùi nó cũng giống tương tự không biết phải không, nhưng mà em xịt nhiều nước hoa quá rồi em không phân biệt được nữa rồi. Con này em bán các bác là 550 đi. Trời nó đẹp lắm luôn. Con này thiếu em nghĩ cũng thiếu mỗi cái hộp thôi. Độ bao nhiêu mil nhỉ? Con này không thấy nó ghi bác ơi. Đây nó ghi ở đây này. Con này là của Pháp các bác nhá, Make in France. Con này là 35 mil. 35 mil em bán 350 các bác nhá. Một con quả nắm đấm, một con nắm đấm này. Không dính luôn trời ơi. Dán như đây các bác nhá. Đây ạ. Mã 33 các bác nhá. Mã 33 em bán 550 một con nắm đấm này. Các bác nào xài nước hoa nhiều các bác biết cái con nắm đấm này nhá. Chứ em không biết đâu. Đây cái dòng của nó đây. Dicen gì đấy, nắm đấm. Mã 33 các bác nhá. Em bán 550 thôi. Quá rẻ các bác ơi. Đây có một con giò tiếp này. Riêng dòng giò này các bác khỏi phải chê rồi. Giò trắng này. Dòng giò trắng này các bác nào xài giò là các bác biết nhá. Dòng giò trắng em bán 450 nhá, 450. Em nói nhanh rồi, giờ nhức đầu quá rồi, ngồi phát thấy nhức đầu nhiều quá rồi. Tịt mũi nhức đầu rồi các bác ơi. Con này em nghĩ chắc cũng khoảng 30 ml, 35 ml gì đó. Đây này. Nói nhanh hơn các bác ơi, chỗ ngồi càng đâu càng thấy nhức đầu. Mã 34 các bác nhá. Mã 34 em bán 450, giò trắng. Con này mất nắp rồi, con này nhỏ hơn em bán các bác con này 350 này. 350 con này mất nắp các bác nhá. Hai con giò. Đó, con này em bán 350 nhá. Con này 30 ml này. Em xem đúng rồi. Đúng rồi 30 ml các bác nhá, 30 ml. 30 ml ạ. À. Em bán 350 các bác nhá. Quá rẻ luôn các bác ơi. Các bác mua nọ chiết có 10 ml mà nó căn nó cuốt các bác 280 đến 350 rồi. Đây em bán 30 ml. Chỉ có 350 thôi các bác nhá. Đây 30 ml mà em nghĩ nó chắc họ xịt được mấy lần thôi, các bác có thể nhìn thấy này. Giò trắng các bác nhá. Đấy, giò trắng này 350 ạ, 35, mã 35. Rẻ quá rẻ. Con cuối cùng trong video ngày hôm nay rồi bác ơi. Con này em thơm lắm nhá các nhá. Như cơm nãy em nói này. Mở ra là nó thơm lừng luôn, để xem nó biết sao con này xịt kiểu gì. À đây đây. Các bác xịt các bác phải phải xoáy nó lên vậy các bác nhá. Đấy, xoáy nó lên vậy. Đấy, xoáy nhá các bác nhá, xoáy này. Rồi các bác xịt. Đó, con này thơm. Thơm, thơm thanh, thơm mát các bác nhá. Con này em nghĩ chắc khoảng bao nhiêu mil? Con này 30 mil. Con này em bán 350 luôn các bác nhá. Tại vì em biết cái thương hiệu của nó là gì. Đây là cái thương hiệu 007. Giống như điệp viên 007 gì đó. Đây là 007. 350 thôi các bác ơi. Mã 36. Trời ơi. Thôi con này cuối cùng rồi các bác nhá. Nhức đầu quá rồi. Ngửi nhiều nước hoa nhức đầu quá. Tịt hết mũi rồi. Mã cuối cùng trong video ngày hôm nay rồi các bác nhá. Đây 350 đó. Các bác thấy không? Dán nó không dính này. Cái tinh dầu nó rất nhiều. Nên các bác yên tâm mua nước hoa là các bác được kiểm tra mùi thử thoải mái nhé. Em bao là hàng chuẩn hãng. Đó, nhiều lúc em nói tếu tếu thực ra không phải đâu. Bao các bác luôn chuẩn hãng, chính hãng 100%. Đấy, các bác nhận hàng các bác được kiểm tra hàng thoải mái này, được xịt thử này, được thẩm mùi này. Đấy. Rồi các bác không ưng không gì các bác như em nói luôn, các bác đập nát cái nọ nước hoa cho em, các bác đỡ phải quay lại mất công em lại mất một tiền ship nữa. Đó, chỉ cần nói vậy thôi, quay lại em sẽ trả lại tiền cọc cho các bác. Và hàng của em thì luôn luôn là ưu tiên cọc chuyển khoản nha các bác nhé. Rồi con này là mã cuối cùng trong video ngày hôm nay nhé. Mã 36 em bán 350k. Cuối video rồi em xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Kênh của em suốt 1 năm qua 2 năm qua thì sắp tới chắc em lên một số video em sẽ có quà tặng cho các bác vào dịp cuối năm thì xì các bác nhé.
Các bác nào có thể đón xem và video ủng hộ em cho em một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Rồi trong những trường hợp em bán hàng có những cái gì khúc mắc hoặc là em có nhiều lúc em không giải quyết được vấn đề nó thiếu sót ấy, hoặc là đôi bên nó xảy ra tranh chấp cãi vã thì các bác thông cảm giúp em, tại vì một người bán hàng nó không thể nào làm dâu trăm họ được, chiều người này chiều người kia. Nó thật, một ngày em vừa làm công việc mà vừa nghe điện thoại của bác trách móc là nhiều lúc em cũng đau đầu ấy. Nhiều lúc nó không kiểm soát được lời nói, nhiều lúc nó hơi nóng tính một xíu, các bác bỏ qua giúp em nhé. Rồi con bé em thì nhiều lúc nó mới vô nghề ấy, các bác nó quay hàng nhiều lúc nó nói không có được chuẩn lắm thì các bác cũng bỏ qua cho nó, tại vì em sẽ càng ngày càng cố gắng nói chung là phục vụ các bác một tốt hơn. Em xin chào tất cả các bác nhé.